Người xuất gia không cần phải làm những sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hội này. Không phải là gì mà người xuất gia làm. Người xuất gia là dạy học, là hoằng pháp. Người xuất gia chẳng có gì cả. Họ lấy gì để làm sự nghiệp phúc lợi xã hội đây? Sự nghiệp phúc lợi xã hội là để cho hai chúng tại gia làm. Các bạn nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, du hóa khắp nơi, ba y một bát, tối ngủ gốc cây, ngày ăn một bữa. Ngài làm sự nghiệp từ thiện xã hội thì Ngài lấy cái gì mà làm? Trên người một xu cũng không có mà. Cho nên bổn phận của người xuất gia là truyền đạo, là hoằng đạo. Xây chùa đều không phải là bổn phận của người xuất gia. Tại vì sao? Thích Ca Mâu Ni Phật không có xây chùa. Dương Kỳ Thọ cấp cô độc, Trúc Lâm Tinh Xá là cư sĩ tại gia cúng dường. Chủ quyền tài sản là của người tại gia, không phải của người xuất gia. Họ phát tâm thỉnh Phật, thỉnh những đệ tử của Phật đến nơi đây để an cư, đến nơi đây để giảng kinh thuyết pháp. Từ đó cho thấy chư Phật Bồ Tát, các đời tổ sư là mượn đạo tràng để trú. Đạo tràng không phải của chính mình, bản thân không có xây dựng qua đạo tràng. Những đạo lý này Phật đều là làm tấm gương cho chúng ta xem, hình mẫu rõ ràng như vậy. Chúng ta còn không nhìn ra được, ngu si đến như vậy vì còn bàn gì đến thành tựu. Người xuất gia nếu tự mình xây đạo tràng là cất trời tranh. Cái này có trong kinh Phật, có trong giới kinh. Những đệ tử hậu thế này thế lực cũng không bằng Phật Đà ở thời đại đó. Phật Đà ở thời đại đó có thể ngủ ngoài trời dưới gốc cây. Chúng ta ngày nay không được rồi. Cơ thể không có cái thế lực này là cần phải có một mái che. Mái che làm thế nào? Tự mình lên núi chặt cây nhỏ cất chòi tranh. Đây là đạo tràng của người xuất gia. Đó, chúng ta cũng có nghe nữa. Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói luôn, bởi vì chúng trong nhà Phật có câu là tin Phật mà không hiểu Phật là phỉ báng. Khi mà chúng ta tin mà chúng ta không hiểu cái đường lối mà Phật dạy thì chúng ta đang làm ngược lại. Giống như hiểu có nghĩa chúng ta tin thờ Phật, đi theo Phật, mà ai bác Phật, ai chống đối Phật thì chúng ta đứng đó hung hăng đánh chửi lộn với người ta, hay là biện hộ cho Phật đủ thứ các kiểu. Phật đâu có muốn chúng ta làm kiểu đó đâu. Cái đó là hồi chúng ta không phải tin Phật mà chúng ta bị giống như cái kiểu ngưỡng mộ quá, mình ngưỡng cái mộ người đó quá mà giờ bị người khác bác cái người đó nên mình phải đi binh cái người đó. Nhưng mà thật sự ở đời là vậy đó, ở ngoài đời xã hội khi người ta chưa có tu tập, chưa sống về hướng mà vô ngã. Còn bây giờ chúng ta đã, nếu mà quyết định theo Phật, quyết định theo học Phật thì chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ cái ý nghĩa của Phật. Cái thờ của Đức Phật còn tại thế, Ngài Mục Kiền Liên đó, Mục Kiền Liên cũng bị những người bên đạo Bà La Môn họ có nhồi nhét vô đầu tâm của người dân đó là Phật là kiểu này kiểu nọ đủ thứ hết, một đám mạnh tay khỏe chân trẻ mà lại không đi làm mà đi xin của người ta bố thí, nên họ công kích đủ thứ hết. Rồi cái những cái người đó còn nói vậy để cho kích cho chúng ta, cho đệ tử hoặc sân giận lên để này kia đó. Thì mới đầu là công kích một Kiền Liên nào nói đủ thứ hết trơn, các ngài cũng bỏ đi, các ngài không có đá động gì hết. Nhưng mà khi mà họ công kích được không được mà bản thân mình thì họ lấy cái người mà mình ngưỡng mộ ra họ công kích nó, thì nên họ sẽ bắt đầu mới chửi mắng tới Phật. Thì Ngài Mục Kiền Liên nghĩ là ồ, chửi ta không sao, nhưng mà chửi Phật ta, chửi cái người ta thơ hương, cái người ta ngưỡng mộ, cái người ta tin tưởng thì không được đó. Nên cái họ mới nói để cái bát ở trên cái cây thật cao, họ nói có ngon, coi thử cái đệ tử của Phật như thế nào nè, nói ngon lành lắm mà hay gì sao đó, có ngon thì lấy được cái bát đó xuống đi, rồi tam kiểu họ mới tin tưởng đó. Họ nói rất là nhiều ở đời nó vậy đó, ngôn ngữ đời nó hơn dao búa nữa. Nếu mà mình không dẫn thì bản thân mình bị chửi cũng không sao, nhưng mà người khác chửi cái người mình thương yêu ấy là mình chịu không nổi không đó. Thì cái Mục Kiền Liên mới dùng thần thông để lấy cái bình bát đó xuống, lấy cái chén ở trên cái cây đó xuống mà không cần trèo lên mà dùng thần thông.
Thì khi mà dùng lần thông thì những người dân ấy, những người dân mà người ta u mê nhiều thì đương nhiên người ta cái gì người ta thấy khác người ta hay hơn người ta thì đương nhiên lúc đó người ta mới ngưỡng mộ, người ta thấy trời ơi hay quá, biết thần thông rồi có thể bay lên này kia kiểu, thì lúc đó họ không có còn chửi nữa, họ quay lại họ tăng bốc, họ tung hô. Đó là miệng đời, đó là vậy đó. Khi mà người ta chưa có, người ta gọi là tỉnh thức á, thì người ta sẽ vừa ý người ta thì người ta tung hô, không vừa ý người ta thì người ta bác thôi. Nhưng mà ngày một tiền liên là cũng vẫn còn chưa có tới cái mức mà vô hoàn toàn là vô ngã, nên ngài vẫn còn ngài không còn thương cái bản thân ngài, nhưng mà vẫn còn thương cái là của tôi. Phật nói là tôi cái của tôi. Ngài Mục Kiền Liên không có còn vướng vô tôi, nhưng mà còn vướng vô cái của tôi rồi, có nghĩa là đó là Phật của tôi, đó là người vị mà tôi ngưỡng mộ của hơn cha mẹ, hơn tất cả mọi thứ trên đời, mà đụng chạm thì tôi không chịu. Đó nên ngài mới lấy thần thông để chứng minh cho những người kia. Thì chúng ta làm vậy, khi mà về đến lĩnh xá thì Phật cũng mắng, Phật cũng quở các ngài, quở ngài Mục Kiền Liên, và Phật còn nói câu là từ đó tới ai còn sử dụng thần thông hay này kia thì không có, Phật không công nhận là Phật đệ tử nữa. Là Phật biết, để Phật biết, Phật thấy ra hết chúng sanh tâm tính như thế nào, nên Phật không có màng. Đó. Còn Phật không có nói người khác ở ngoài đời như thế nào, mà Phật chỉ quở trách đệ tử mình là các ngài để cái tâm an lạc của các vị để cho người khác, để tâm an lạc của mình cho người khác đánh giá rồi, cho trên miệng lưỡi của người khác rồi. Bởi vì không phải lỗi của người khác mà lỗi chính mình, để mình để cái tâm mình cho người khác khen thì mình vui, mình chê cái mình buồn là chính mình chứ không phải người ta. Bởi vì cho dù mình nói là mình không có sống trên miệng lưỡi thiên hạ, nhưng mà thật sự mình nói nó không quan trọng, mà mình phải làm sao là mình ai như thế nào, mình vẫn sống ung dung được, vẫn sống đạo đức được, vẫn sống hiền lương, thiện lương, thì đó mới gọi là mình không cần nói mình cũng làm được, đúng không? Còn mình nói rất là nhiều luôn nhưng mà mình làm không được thì cũng như không thôi à. Mà mình càng nói nhiều thì mình càng thử thách nhiều, tại vì một niệm sanh trùng trùng duyên khởi. Mình càng nói là từ ra tới tôi bất cần ai, ai muốn nói, ai muốn khen, muốn chê, muốn làm gì làm, muốn khen cũng được mà chê cũng được, tôi không màng chuyện thiên hạ. Càng nói thì càng thử thách, tại vì thử thách thử coi mình nói được, mình có làm được hay không á. Nó vậy đó, bởi vì mình nói lên là có duyên khởi rồi, cái duyên nó sẽ đưa đến để thách thức mình, thử coi mình nói được không, làm được không. Bởi vậy mình cảm thấy mình nói thì mình phải biết trước là thế nào mình cũng bị khảo rồi đó. Nó còn hả, mình nó cảm giác mình không có biết cái khảo đó nó nặng nhẹ thì mình đừng có nói. Còn á, còn cái việc mà chúng ta binh được Phật hay là các vị thầy nào cũng vậy đó, những như người ngưỡng mộ nghệ sĩ hay ngưỡng mộ một vị thầy nào đó, hay là chúng ta ngưỡng mộ cha mẹ ra, như mình hồi nhỏ như bản thân mình nghĩ là mình rất là thương cha mẹ, ai chửi mình không sao, mình chửi đụng chạm tới cha mẹ tôi kêu họ của ba mình ra là mình chịu không nổi, là mình điên lên á, là mình dập cái người đó tới tấp luôn. Bởi vậy cái đó là mình cũng nhận u mê, mình không có dính vô tôi mà mình dính vô cái tôi, cái của tôi. Bởi vì người ta người dân gian mình nói là con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, có nghĩa là mình biết cha mẹ mình đạo đức, hay biết Phật là vị thầy đã giúp mình tỉnh ngộ, thì mình phải sống giống như vị đó thì mình mới gọi là đệ tử Phật. Người ta không có thích, người ta chưa có ngộ ra thì người ta bác Phật, thì mình phải sống như Phật á, thì để cho người ta thấy ra, chứ không phải là mình đứng đó mình chửi biết mình là ai không, mình sao thì vị thật là như thế nào không, mình cũng không cần đâu. Mình càng đi binh vực Phật chừng nào là người ta càng thấy mình bộ Phật, mình thật dạy mình vậy đó hả, cha mẹ mình dạy chửi chó mắng mèo, giờ dạy hung dữ, chửi tục chửi thề vậy đó hả, người ta còn đánh giá thêm. Bởi vì mình nói mình tin Phật thì mình phải sống làm sao cho xứng đáng, không Phật sống làm sao thì mình phải bắt chước sống cái đạo đức hiền lương thì mới gọi là ấy, chứ không phải là ai đụng chạm tới Phật là mình đi công kích, hay là đụng chạm tới cái vị thầy mà mình yêu quý là mình đi công kích người ta, cái đó là mình càng không phải gần Phật mà gần ma rồi đó.